Xin chào các bạn đến với khóa học động cơ cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Thì bữa nay là buổi thứ 11. Thì trong cái buổi hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn cho bạn sử dụng một cái command khác của thằng Docker, là cái command Docker Assets. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi bắt đầu vào cái bài học này. Thì tương tự thì để mà tìm hiểu về cách sử dụng của cái command này thì các bạn cũng đi vô cái trang tải nghiệm của thằng Docker, là cái trang doc.docker.com. Rồi theo thì các bạn đi vô cái phần menu thì phần này. Rồi theo thì các bạn đi vô cái phần CLI thì phần vào đây. Rồi theo thì các bạn đến cái phần Docker Kernel Asset ở đây. Thì ở trong cái trang tài liệu này thì nó sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái lệnh Docker Kernel Asset ở đây này. Đó, thì ngoài dự án thực tế thì có một số cái trường hợp chúng ta cần phải Asset, chúng ta cần phải truy cập vô cái kernel của chúng ta. Và sau đó thì chúng ta sẽ đi execute một số cái tác vụ gì đó ở trên cái kernel của chúng ta. Thì thằng Docker thì nó cung cấp cho chúng ta cái câu lệnh của Docker Kernel Asset ở đây. Thì chúng ta có thể sử dụng cái command này để mà access, để mà truy cập vào trong một cái container, và sau đó thì chúng ta sẽ đi execute một cái command hay là thực thi một cái tác vụ nào đó ở trên cái container mà nó đang chạy á. Thì đây là ý nghĩa của cái câu lệnh này. Thì về cách sử dụng thì các bạn đọc ở cái phần usage ở đây này. Thì để sử dụng thì các bạn run là Docker container này, rồi theo là access này, rồi theo là mấy cái option này, rồi theo là cái container của chúng ta, rồi theo là mấy cái command mà chúng ta muốn execute, rồi theo là mấy cái param, mà chẳng hạn như chúng ta có mấy cái param mà chúng ta muốn chuyển vô trong cái command của chúng ta thì chúng ta sẽ có mấy cái param. Rồi theo thì các bạn có thể sử dụng cái tùy chọn rút gọn hơn là các bạn run cái lệnh Docker Asset ở đây. Đó thì các bạn hãy vô cái trang tài liệu này để đọc và tìm hiểu về cái cách sử dụng của cái command này ở cái trang này. Đó thì các bạn hãy đọc mấy cái description, mấy cái mô tả chi tiết của nó ở đây này. Rồi theo thì các bạn hãy tìm hiểu về mấy cái option của nó ở đây này. Rồi theo thì các bạn hãy đọc về mấy cái ví dụ của nó ở đây. Thì chẳng hạn như hôm nay tôi sẽ đi demo cho các bạn sử dụng cái command này như sau. Thì bây giờ tôi sẽ đi mở cái terminal lên và tôi sẽ đi demo cho các bạn này. Rồi theo tôi sẽ có lệnh docker ps này. Thì hiện giờ thì tôi không có cái kernel nào đang chạy hết. Thì bây giờ tôi sẽ đi chạy một cái kernel lên và sau đó tôi sẽ đi demo cho các bạn sử dụng cái command docker asset này. Thì tôi sẽ có lệnh docker run này để mà tôi tạt, để mà tôi chạy một cái kernel lên. Thì chẳng hạn như tôi sẽ chạy cái thằng nginx lên chẳng hạn. Thì thằng nginx thì tôi sẽ chạy lên ở cái port 80. Thì tôi sẽ có cái tùy chọn là gp này, rồi theo là cái port 80 này, rồi theo là tôi thêm cho nó cái tùy chọn là gd này, rồi theo là cái tên cái image là nginx này. Đó, rồi theo tôi nhấn enter này. Đó thì nó đã show ra cho tôi cái ID của cái container ở đây này. Rồi theo tôi có lại cái lệnh docker ps này. Đó, có lại cái lệnh docker ps thì các bạn thấy là ở đây tôi có một cái container của thằng nginx đang chạy như vậy. Rồi theo tôi sẽ đi demo cho các bạn sử dụng cái lệnh docker ss này. Thì tôi sẽ gõ cái lệnh docker ss. Rồi theo thì tôi sẽ thêm cho nó cái option là -it. Thì -it á thì tức là IT tức là viết tắt của Interact, và GT á, tức là viết tắt của cái terminal á. Thì các bạn thể đọc mấy cái option của nó đây này. Đó thì chữ Y ở đây này, rồi theo là chữ T này. Chữ T thì nó có cái mô tả là nó cho phép chúng ta có thể sử dụng được mấy cái pseudo TTI á, tức là nó cho phép chúng ta có thể mở cái terminal và execute những cái lệnh command line á. Đó, rồi theo tôi quay lại cái terminal của tôi này. Rồi theo thì tôi sẽ chuyển vô cái container ID vô đây. Rồi theo là chẳng hạn như tôi muốn thực hiện một số cái lệnh sell rip chẳng hạn, thì tôi sẽ có cái command là sh ở đây. Rồi theo tôi nhấn enter này. Đó thì bây giờ thì tôi đã access cho được cái container của tôi, là cái container của thằng nginx này, và trong này tôi có thể run một số mấy cái lệnh như là echo gì đó chẳng hạn. Chẳng hạn như là echo hello chẳng hạn. Tôi nhấn enter này, đó thì nó show ra cái test hello cho tôi như vậy. Rồi theo là chẳng hạn như các bạn muốn thoát khỏi cái giao diện console này thì các bạn gõ exit này, rồi theo các bạn nhấn enter này thì nó sẽ thoát ra khỏi cái console cho các bạn. Đó thì như vậy hôm nay tôi đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái lệnh gọi là docker ss để mà thực hiện cái việc mà truy cập cho một cái container nào đó, và sau đó thì thực thi những cái câu lệnh gì đó ở trong cái container của chúng ta. Đó thì hôm nay là cái buổi thứ 11, thì đây là cái buổi cuối cùng của cái chương thứ hai. Thì tôi cũng xin tóm tắt lại những cái nội dung mà chúng ta đã học ở trong cái chương thứ hai này.
Thì trong cái chương thứ hai này tôi đã hướng dẫn cho các bạn là sử dụng Docker ở mức cơ bản. Thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn là sử dụng một số cái command, một số cái câu lệnh khác nhau của thằng Docker. Rồi ngoài ra thì ở trong cái trang tài liệu của thằng Docker này ấy, thì nó còn có rất là nhiều cái command khác hay là những cái câu lệnh khác, thì các bạn hãy vô đây đọc và tìm hiểu thêm. Còn ở trong cái khóa học của tôi thì tôi chủ yếu là hướng dẫn cho các bạn những cái câu lệnh mà được sử dụng phổ biến, những cái câu lệnh mà quan trọng thôi. Đó thì đây là về cái phần về tóm tắt về cái nội dung của cái chương thứ hai. Đó thì hôm nay tôi cũng xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở cái chương tiếp theo là cái chương thứ ba thì tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn những cái kiến thức liên quan đến cái phần quản lý cái Docker image, thì tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn ở cái chương tiếp theo. Đó thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.